gì đó ấy. Các mọi người, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại đây là ở một cái ngã ba làng mọi người. Rất là nhiều bạn khán giả yêu cầu mình là anh Đố, em Đố, anh ra ngoài đường đi triệu hồi Amy dâu Ia đấy. Không biết là nhân vật là như thế nào mà rất là nhiều bạn khán giả yêu cầu mình làm như vậy. Và có rất là nhiều bạn yêu cầu mình gọi điện cho nhân vật này, đó là Amy dâu Ia đấy. Amy dâu Ia. Thì hiện tại bây giờ là trời cũng khá là muộn rồi. Ê mọi người, hầu như là không còn ai ở ngoài đường hết nữa. Cảm giác này cũng rất là sợ. Cái gì nhỉ? Nếu chúng ta vào ban đêm thì những cái giờ này ta đi thì thường là tất cả các cái ban đêm chúng ta đều nhìn thấy một cái mỏng rất là ghê tởm. Mọi người nhìn theo. Hiện tại bây giờ ở đường là không có ai hết nhá. Mình đang đi tìm một cái khu vực. Khu vực trên kia thì khu vực dân cư đó nó sẽ rất là đông người hơn, mà nó sẽ nhiều các con động vật như chó các thứ, nó sẽ ra nó cắn. Thì việc triệu hồi của mình rất là khó. Mình sẽ qua khu vực này đi. Mình sẽ khu vực này mọi người nhé. Amy dâu Ia mọi người. Mình vẫn đang đi tìm một cái khu vực để mình triệu hồi. Mọi người nhìn thấy không? Nó rất là rõ ràng. Để mình xem cái góc bên kia xem thế nào. Mình được biết ấy, thì Amy dâu Ia thì ở đấy triệu hồi được nhân vật này thì mình cần phải là một người nam giới mới triệu hồi được mọi người nhé. Bởi vì là Amy dâu Ia nó cũng giống như một cái thế là Sonic Ia đấy, và nhân vật này nó có thể là một nhân vật nữ. Và mình cũng đang tìm hiểu về nhân vật này, thực sự hôm nay là rất khó để có một cái nghi lễ để triệu hồi được Amy dâu Ia. Mình chỉ đọc một cái tài liệu đó là sử dụng là nhân vật của mình và của mình, và ở đây là mình đã làm là mình sẽ dùng mình để triệu hồi được Amy dâu Ia mọi người. Hiện tại bây giờ này nó khá là dùng mình. Bây giờ mình đứng một mình rồi nhé. Bây giờ rất là muộn rồi. Bây giờ có tầm hơn 1 giờ sáng rồi. Trời nó rất là yên tĩnh luôn, hầu như không có người đi qua lại ở khu vực này. Và bây giờ hiện tại bây giờ vẫn đang mưa. Đấy mọi người, cũng rất là ghê luôn mọi người. Đấy mọi người thấy hạt cái hạt mưa không? Đó, ghê ghê lắm. Và bây giờ mình sẽ đứng ở cái góc khu vực này. Mình sẽ niệm đây một cái nghi lễ này là mình cũng đọc sơ sơ thôi. Thực ra là nó chưa có một cái nghi thức cụ thể nào để triệu hồi được Amy dâu Ia. Thực sự là nếu triệu hồi được Sonic Ia thì nó là một cái điểm khác. Nhưng mà Amy dâu Ia nó cũng thuộc vào dòng, nghĩa là anh em họ của Sonic đó mọi người. Sonic Ia mọi người, nó khá là nguy hiểm luôn. Và nhân vật này nó biến đổi rất là khôn lường luôn. Nó có thể là trở thành một cô gái, họ là trở thành một nhân vật rất là lợi hại và cũng rất là nguy hiểm. Mọi người ơi, ở đây mình có những các cái quần ốc sên ở đây khá là nhiều. Mình sẽ nhặt lấy một con ốc sên mọi người. Đây, mình sẽ để ở khu vực này mọi người nhé. Nghi thức này, cái nghi thức này nó khá là mới. Mình sẽ để ở khu vực này. Bởi vì cái ngã ba này thường thường nó tập trung nhiều các cái quái vật đó mọi người.
thì để thay cho mình sử dụng mình thì mình nên sử dụng một cái con vật khác để thử cho thế nào. Đây là một cái nghi thức cũng rất là mới, nên mình nghĩ là không biết là mình có thực hiện được không. Đấy thì là cái lúc thời điểm là trời đang rất là mưa. Đấy mọi người nhìn thấy không, trời rất là mưa to, mưa rất dài rồi. Đấy không được cái gì này. Đấy mình là làm một số câu gọi là niệm thần chú đấy, để xem có đấy là không mọi người. Tôi chắc là mình lên một cái vị trí này. Này, các bạn thấy Block C nó là mỗi vị trí kia. Thực sự là vào cái tháng 7 này chúng ta làm cái kinh doanh về tâm linh khá là nguy hiểm. Chắc cảm giác mình rất là lạnh người luôn. Mình nghe thấy có tiếng gì đó mọi người nhỉ? Mọi người thấy nghe có tiếng gì không? Hình như mình nghe có tiếng gì ấy. Thế nhưng mình xem thế nào. Ui, cái gì đấy? Mình thấy có tiếng gì mọi người? Có tiếng gì lục đủ đạo lục đủ á. Cảm giác người mình chân nó líu rồi mọi người. Mình không rời chân mà được mọi người. Có phải là Amy dâu ia không? Phải là Amy dâu ia không? Ta sẽ không sợ người đâu. Người đâu? Cưới cô gái rất là đẹp như vậy, rất là ghê luôn. Thôi mình chào tất cả các bạn nhé.